Mời vô. Tôi có chuẩn bị một ít cá khô đó, một lát nữa anh cầm về cho tụi nhỏ nghe. Sao anh không để ăn mà đưa tôi làm chi? Tụi nhỏ ở nhà có cái ăn rồi. Tôi cho tụi nhỏ chứ có cho anh đâu mà anh từ chối. Vậy thôi á, thay mặt ba đứa nhỏ tôi đa tạ trước nha. Tôi với anh là bạn bè chí cốt, nói chi mấy lời khách sáo đó chứ. Thôi mời. Cảm. Ất ơi, mày đâu rồi Ất ơi? Hay là bây giờ chúng ta chia ra mỗi người một hướng đi, để đi tìm nó. Chắc là bây giờ nó đã lạc sâu vào trong rừng rồi, chắc nó đã gặp thú dữ rồi đó. Có khi nào nó bị ma giấu không? Ma cái gì mà ma? Thì ý là nó vẫn quanh quẩn đâu đây, nhưng nó kêu thì lại không được, còn mình thì bị bịt mắt không thấy nó, vậy mới mệt. Từ giờ đến sớm mai mà tìm không ra thì chết thằng nhỏ mất rồi còn gì. Nếu quanh quẩn đâu đây thì mình đã tìm ra rồi, chỉ có lạc vào trong rừng á thì mình mới không tìm thấy thôi. Bây giờ không vô rừng kiếm được đâu, nguy hiểm lắm. Ông ấy mình về thôi, chứ làm sao mà tìm được nữa. Mình đi về thôi. Mấy chú ơi đừng về mà mấy chú. Mấy thôi, chú đi về. Đừng về mà. Chú ơi. Đi về nhanh lên. Đi nhanh lên. Ất ơi Ất. Ất ơi Ất. Mày đâu rồi Ất? Ủa, đây chính là cây thục của thằng Ất mà. Vậy là nó chỉ có quanh quẩn đâu đây thôi. Ủa mày ở đây hả Ất? Ất ơi, Ất ơi, sao mày nằm ở đây vậy Ất? Ất ơi, Ất ơi, Ất ơi, dậy đi, mày đừng có làm tao sợ mà Ất ơi. Dậy đi mà Ất. Ất ơi, dậy đi. Ủa, sao tao ở đây vậy? Tại sao tao nằm đây vậy? Bộ mày tìm được tao hả? Cảm ơn mày nha. Không có gì. Nếu mà hồi đó anh nghe lời của người lớn quay về làng á, không đi tìm tôi nữa, thì chắc là tôi chết khô ở trong bụi cây rồi. Nhưng mà nghĩ cũng lạ ha, vì sao anh lại chui vô cái bụi cây đó? Rồi vì sao ngồi sờ sờ đó mà tôi không nhìn thấy ta? Đã nói là tôi bị ma giấu rồi mà. Dốc tổ, chắc là anh vô đó anh ngủ quên, rồi anh sợ về bị đòn nên anh mới nói vậy chứ gì. Toàn nghe người lớn dọa rồi cứ nói theo, chứ trên đời này mần gì có ma quỷ. Khiếp mắt một cái á, mà tụi mình đã lớn cùng nhau trong cái làng quê này. Tôi còn nhớ lúc tôi lấy vợ, tôi làm chú rể, mà lúc đó anh vui anh nhảy lò cò nữa chứ. Rồi khi vợ tôi bệnh nặng mất đi, lúc đó mấy đứa nhỏ còn chưa chập chững biết đi nữa, anh cũng chạy tới chạy lui giúp đỡ tôi nhiều thứ. Tôi thiệt là mang ơn anh nhiều lắm. Trời đất ơi, tự nhiên thằng men nhập hay sao á mà nói mấy lời nói dây gà vậy anh. Nói thiệt chứ không có ba đứa nhỏ ở nhà, chắc tôi cũng đi theo anh đi mà ngang xa rồi. Chứ lẩn quẩn ở cái làng quê hẻo lánh này, biết bao giờ mới khá nổi. Tôi hiểu mà, anh thương tụi nhỏ như vàng như bạc, làm sao mà nỡ xa tụi nó chứ. Hay quá anh hai. Cha về. Cha về anh hai. À cha về. Cha. Cha. Cha mới lụm củi về hả? Cha để củi đó con trẻ cho. Giỏi lắm, cảm ơn con. Cha, cha định đi xách nước hả cha? Để con xách phụ cha. Trời, con gái cha giỏi quá, cảm ơn nghe. Dạ. Cha đi hái rau hả cha? Con phụ cho. Ừ. Mấy đứa dành hết việc của cha rồi, rồi giờ cha làm gì đây? Vậy cha nấu cơm cho tụi con ăn đi. Nấu cơm đi cha. Ờ ha. Con chào bác Ất. Chào con trai, đang phụ ba con hái rau hả? Dạ.
Giỏi quá. Anh ớt. Anh Giáp. Dạ con chào bác ớt. Chào mấy con, trời ơi giỏi quá. Con chào bác ớt. Siêng năng ghê chưa. Tôi có chút chuyện này tôi muốn nhờ anh. Nè vô đây ngồi xuống đi. Tụi nhỏ thiệt là ngoan đó. Tôi có chút chuyện này muốn nhờ anh. Ngoài anh là bạn thân tôi ra thì trong cái làng này tôi không tin tưởng ai hết. Tôi sẽ sẵn sàng giúp nếu như tôi có khả năng mà. Chỉ là tôi sắp đi làm ăn xa, mà chuyến này ra tận vùng biên lận, nên tôi cũng không biết bao lâu tôi mới trở về. Có thể là vài tháng hoặc một hai năm không chừng. Tôi chỉ có một thân một mình, không có vợ con, mà bà con thân thích đó tôi cũng chẳng còn ai. Tôi có chút của cải này nhờ anh cất hộ. Cái hũ này hả anh? Bộ trong đó có cái gì quý lắm hả? Chỉ là chút của nã thôi. Quý á thì cũng không quý gì. Nó làm sao mà quý bằng con người, bằng tình tri kỷ của chúng ta chứ anh. Anh đừng có nói vậy. Mình là những đứa trẻ nghèo khổ cùng lớn lên trong cái làng này mà. Vậy mà nên anh có của ăn của để. Còn tôi tới giờ tay trắng vẫn hoài trắng tay. Anh Giáp đừng có nói vậy. Tài sản lớn nhất của anh á là ba đứa con ngoan này rồi còn gì. Tại vì mẹ của tụi nó mất sớm, cho nên là tạm thời vất vả. Tôi chắc chắn sau này anh sẽ nhờ vả vào chúng. Hậu vận của anh có thua vào ai đâu. Tôi một thân một mình, nói dư giả vậy chứ nhiều lúc á tôi cũng tủi thân lắm. Thôi được rồi, anh cứ yên tâm mà lên đường. Cái hũ sành này á, tôi sẽ chôn cất giấu kỹ cho anh. Bảo đảm không suy sẻ chút nào hết. Cảm ơn anh Giáp nhiều lắm nha. Sau này á, anh mà thu xếp được chuyện gia đình á, thì anh cứ đi theo tôi buôn bán vài chuyến coi sao nghe. Anh uống nước đi, tôi gửi anh nghe. Chuyện gì vậy cô Thắm? Anh mau về nhà coi tụi nhỏ coi làm sao. Hình như thằng Út nhà anh nó bệnh đau làm sao á. Nó khóc dữ lắm, mà con chị của nó cũng khóc la sùm nữa kìa. Hồi sáng tôi thấy nó có hơi ấm ấm đầu, tôi có giả nước tần cho nó uống tạm rồi. Trời ơi, anh phải ra hiệu thuốc đưa cho lưng y bốc thuốc cho nó chứ làm sao. Anh để nó như vậy lỡ có chuyện gì thì sao? Sao anh liều quá vậy? Thôi anh đi về với con anh đi. Cảm ơn chị nha. Cha về tới. Cha. Em sao rồi con? Em đang bị bệnh đó cha. Cha đi làm gì mệt rồi để con lấy nước cho cha. Cha ơi, hồi nãy có bác hàng xóm qua thăm em. Bác ấy nói là em đang bị bệnh nặng lắm, phải đưa tới Lương Y Trần mới chữa khỏi. Cha biết rồi. Có phải nhà mình hết tiền rồi phải không cha? Bậy nè. Vậy sao cha không đưa em tới Lương Y? Cha uống nước đi cha. Cảm ơn con. Dạ. Cha ơi, nhà mình hết gạo rồi cha. Chỉ còn đủ nấu cháo cho em thôi. Để cha tính. Cái hũ sạch không còn cách nào khác rồi. Mình phải mừng đỡ một ít thôi. Chắc không sao đâu. Nếu anh ớt ở đây thấy hoàn cảnh của mình như vậy, chắc chắn anh ấy cũng sẽ giúp đỡ mình, thậm chí còn cho thêm nữa. Hai đứa của em nha. Dạ. Thank you.
Trời ơi, trời ơi, sao anh ớt anh giàu dữ vậy? Cả hú bạc như vậy mình lấy vài nén chứ anh ta không biết đâu. Hai đứa con ở nhà, để cha đưa em đi gặp Lương Nghi nghe. Chú vô mua thịt đi chú. Nè, con miếng nhỏ này về để kho á thì dành ăn được mấy ngày đó chú. Mà còn có nhiêu đây đó hả? Sáng giờ bán còn nhiêu đây nè. Bữa nay cho bà về sớm đó, lấy hết cho tôi. Chú giỡn chơi hả chú Giáp? Tôi nói thiệt chứ giỡn gì. Nè. Rồi chút nữa tôi đem qua liền à. Qua kia chơi đi. Hồi nãy tôi có kêu chồng tôi đem cái giải qua nhà anh rồi đó nha. Cái loại mà anh dặn á. Cảm ơn nha. Ủa, mà anh lấy giải nhà tôi, anh đem qua làng khác bán kiếm lời hay sao? Đâu có, tôi mua để dùng đó. Cái gì? Mua dùng? Ừ. Trời ơi, tôi tưởng anh vay vốn làm ăn kiếm lời chứ. Khi nào có giải tốt á, đem qua nhà cho tôi thêm cây nữa. Cảm ơn trước nha. Gạo đi Quỳnh. À có gà nữa. Ủa, cái bao này là làm sao? Đây là loại gạo ngon nhất đó. Mà mắc quá nên là tôi mang có một chút ra đây thôi, chứ ở nhà còn nhiều lắm. Mắc nhất luôn? Mắc nhất rồi. Rồi đem hết qua nhà tôi luôn. Mang hết. Ừ. Tôi nhớ hôm qua tôi có bán cho chú một thùng gạo và một thùng nếp. Ủa ăn hết chưa mà chú kêu thêm cái loại này vậy? Thì nhà con đông, chứ sợ sắp tới trời mưa gió bão nè. Tôi mua tôi để dành cho con cái đó mà. Đúng đó chú, hiếm mấy ai mà lo cho con cái từng ly từng tí như vậy như chú đó. Lấy tôi thêm 6 cái bánh nha. Hai con gà nữa nè. Còn dư chú. Tôi cho mấy đứa nhỏ luôn. Nhớ đem hết gạo ngon nhất qua nhà cho tôi nghe không? Dạ dạ. Khỏe hả chú Bảy? À khỏe. Rồi con lấy đỡ cái nải này về rồi chút xíu đem hết cái xịa này qua nhà cho con nghe. À được. Bạc đây. Bắt được em rồi nè. Nha. Em mới bắt được rồi. Leo 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 leo. Leo leo. Leo leo. Phú qua cho biểu con. Dạ. Con đang bệnh mà sao ở trong nhà mà ra đây giỡn ngoài này? Con khỏe rồi cha. Giỏi. Cha ơi, sao cha mua nhiều đồ ăn quá vậy? Đâu có cần mua nhiều đồ ăn cho tụi con như vậy đâu. Đâu có đâu. Tại cha mừng cho nên người ta trả công rất nhiều cho cha đó. Wow. Con ước gì lúc nào họ cũng trả công cho cha nhiều như vậy. Mình đã xài hết một số bạc ở trong hũ này rồi. Bây giờ lấy tiền đâu để bù vô đây? Trả trước khi anh ất về thì mới được. Giơ tay ra nha. Lẻ luôn, lẻ luôn. Lẻ sao, đặt đi. Trời ơi. Nhanh lên đi. Trời, ai đặt lẻ, đặt lẻ đi. Rồi, lẻ. Lẻ luôn. Trời, nhanh lên. Chẳng. Trời ơi, thấy chưa. Đặt lẻ, lớn, lớn. Lớn. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Chẳng hay lẻ. Rồi, xong rồi, bỏ tay ra. Bỏ tay ra, bỏ tay ra.
lẹ nha. Hết tiền rồi hả? Về đi, hồi nào giờ đâu thấy mặt cậu ở đây đâu. Sao hôm nay vác mặt tới đây chơi vậy? Thôi thôi, hết tiền thì về đi. Về đi. Về đi. Quay lại chơi. Dạ, chào anh. Ủa, cậu Ức đây mà, mới về hả? Ờ, đúng rồi. Chuyến này có bộ đi lâu dữ ha. Ờ, cũng tròn một năm á. Chà, bỏ nhà cửa đi lâu vậy, chắc giờ về dọn mệt à. Dạ, tôi cứ gửi cho chú Giáp, nhờ chú ấy coi ngó giùm, chắc là cũng không đến nỗi nào đâu. Thằng Giáp quá vợ ở cuối làng hả? Dạ. Này nó bết bát dữ lắm rồi, chạy ăn từng bữa luôn, thì giờ đâu mà qua dọn nhà cho chú. Ờ, ủa vậy hả? Tội mấy đứa nhỏ dữ vậy. Tội tụi nó lắm. Thôi tôi đi đây. À, anh Giáp, tôi định là làm việc nhà xong sẽ qua nhà của anh nè, anh qua sớm vậy. Anh qua tôi làm chi? Để tôi qua gặp anh nói một chút chuyện riêng, chứ để mấy đứa nhỏ mà tôi nó nghe được chắc nó buồn dữ lắm. Cái hũ sành này thì anh cứ để bên nhà của anh đi, từ từ tôi qua lấy cũng được, có gì đâu mà vội. Cũng vì cái hũ sành này mà tôi mất ăn mất ngủ, không biết là làm gì nên tội mà tôi mắc vào cái nạn này. Ủa, có chuyện gì sao anh Giáp? À, chuyện kinh khủng lắm. Anh ngồi xuống đây rồi bình tĩnh nghe tôi kể nghe. Ừ, anh ngồi đi. Có chuyện gì mà nhìn anh có vẻ căng thẳng quá vậy? Tôi nói thiệt, nhắc lại chuyện này mà xương sống của tôi còn lạnh ngắt đây. Nè, trả cho tôi. Làm ơn trả cho tôi đi bà, trả cho tôi. Không được, không được lấy. Trả cho tôi. Trả đây. Trả cho tôi đây. Trời ơi, mạng của tôi đâu hết rồi? Bà của tôi biết mất đâu hết rồi. Trời ơi, bà của tôi biết mất hết rồi. Trời đất ơi, trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Tôi trông anh về để tôi báo tin này cho anh biết. Thật là kinh khủng quá. Cũng may là anh không bị gì, chứ nếu anh xảy ra chuyện gì thì tôi ân hận biết chừng nào. Anh không thiếu số của anh sao? Chắc là không ít phải không anh ha? Coi như là của đi thay người đi, có gì phải tiếc. Nếu tiếc á thì tôi chỉ tiếc cho cái tình, cái nghĩa. Ý của tôi là tôi thương cho mấy đứa nhỏ, phải chi tôi còn của, tôi cũng có điều kiện á giúp đỡ cho cha con của anh nhiều hơn. Thôi, tôi không cần đâu, bản thân tôi nuôi con cũng được mà, anh không giận tôi sao? Anh đã kể đầu đuôi rành mạch như vậy thì rõ ràng đâu phải lỗi của anh đâu. Giờ con giả nhân đó, nó tàn ác như vậy, làm sao mà anh chống lại được chứ? Anh chờ tôi chút nghe. Anh Giáp nè. Tôi có một ít bánh làm quà cho mấy đứa nhỏ, anh đem về cho tụi nhỏ nghe. Thôi, tôi không dám nhận đâu. Tôi lo cho mấy đứa nhỏ cũng được mà, anh cứ tặng quà cáp hoài, tôi ngại lắm. Có gì đâu, cái này là tôi cho mấy đứa nhỏ mà. Mà mấy đứa nhỏ nó khỏe hết chứ.
À, tôi nói cũng bệnh vậy hoài. May mà ông à nè, tôi xin phép tôi về. Cảm ơn anh nhiều lắm nghe. Tôi đi về đây. À. Rõ ràng là hình như anh Giáp có điều gì đó khó nói. Chuyện gì đã xảy ra với số bạc của mình chứ? Trời ơi, bác ức tốt với gia đình mình lắm luôn á. Đi đâu cũng mua quà cho tụi con. Chắc chuyến hàng này có lãi phải không cha? Ờ. Cha, con ước ngày nào cũng được gặp bác ức. Bác ức vừa hiền vừa vui mà vừa tốt bụng nữa. Cha, con thích ở chung với bác ức lắm. Sắp tới á, cha có người quen rủ cha đi rừng mấy hôm. Các con ở nhà tự lo đùm bọc cho nhau được không? Cha đi lâu mau. Chắc khoảng một tuần trăng. Con không chịu đâu, không có cha ở nhà sợ ma lắm. Con cũng sợ ma nữa cha. Ờ. Hay là cho tụi con đi theo cha đi cha. Không có được. Anh Giáp. Bác ơn. Con chào mấy con. Đúng là con nít mà, cái gì cũng sợ hết. Tôi đi làm ăn xa mà tụi nó cứ nhất định đòi theo cho bằng được à. Rồi làm sao mà đi đây? Mấy đứa con, để cha tụi con đi rừng phụ việc cho người ta đi. À, bác sẽ tới đây ngó chừng tụi con. Vậy có được không? Dạ chịu. Chịu. Có bác ức ở chung con chịu. Ừ. Tôi sợ vậy phiền anh quá. À, không có sao đâu. Tụi con mấy đứa nó như là con của mình mà. Với lại bọn trẻ nó ngoan lắm. Nè, mấy đứa nghe bác hỏi nè, có đứa nào biết nấu cơm không? Dạ con. Ừ. Đứa nào biết che củi? Con. Đứa nào biết lặt rau? Dạ con nè bác ức. Đó anh thấy chưa, tụi trẻ nó ngoan mà nó giỏi như vậy. Có gì đâu mà anh sợ. Yên tâm cho tôi đi. À, thiệt là tôi không biết nói làm sao để cảm ơn anh nữa. Chồng sớm với nhau, mình như người thân rồi. Có gì mà anh khách sáo vậy chứ. Tụi con ở nhà ngoan nghe. Trong sự nhờ vào anh. Anh yên tâm đi. Ở nhà tôi sẽ chăm sóc ba đứa nhỏ đàng hoàng mà. Cha ơi, cho đi mau về tụi con nha cha. Ừ. Cha ơi, cha giữ sức khỏe rồi về với tụi con lẹ nha cha. Cha ơi, cha yên tâm đi, con sẽ phụ bác ớt chăm sóc hai em mà. Ừ. Anh yên tâm, tôi sẽ ráng kiếm tiền để trả lại hết số nợ tôi đã nợ anh. Tôi thấy mình có lỗi với anh nhiều quá. Tôi đi nha. Ừ. Mua đi cô. Anh chị. Dạ. 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 Chú ớt. Dạ. Mua đi chú. Mua ủng hộ tôi. Ờ, lấy cho con bao gạo này nha. Lấy thêm mấy cái bánh. Ờ. Bán cho con con gà nữa nghe. Có một mình mà sao cậu mua nhiều đồ ăn quá vậy? Ờ, Giáp đi làm xa cho nên nhờ con qua trong mấy đứa nhỏ. Ờ. Dạ. Cô mua về ơi, ăn chung với tụi nó. Vậy sao? Dạ. Giờ cậu ấy mới biết chí thú làm ăn hả? Năm ngoái thấy có dễ phất lên, tưởng đâu cha con nó đổi đời rồi. Ai về được mấy tháng mèo vẫn hoàng mèo, nó còn khổ hơn đợt trước nữa. Ý của chú lần sau con không hiểu. Tại chú không biết đó thôi. Chú Giáp có ra đây mua hàng vô tội vạ, mua liên tiếp luôn á. Có nhiêu quơ hết bấy nhiêu. Tụi tôi còn tưởng chú Giáp đào trúng kho vàng đó chứ. Xài sang quá trời quá đất. Ủa, làm gì có chuyện đó hả chị? Chú ở xa mới về nên không biết đó thôi. Chứ cả làng này ai mà không biết. Sau đó nghe đồn nó thu hết trong sòng bạc. Ủa? Mà thu lớn dữ lắm. Không tin á, cậu cứ đi tới đó hỏi thử là biết à. Đúng vậy, cậu Giáp có tới đây chơi, thua rồi đòi gỡ đâu có ai cho đụng vô đâu. Chẳng lẽ trái phải vậy đâu. Dạ cảm ơn anh. Ừ. Vui nè. Ê vô. Rồi vô. Vô đặt đi. Lẹ đi. Rồi lẹ. Người sòng bạc cũng mới xác nhận với mình. Rồi lẹ đó. Anh ấy nói là Giáp đánh bạc điên cuồng để gỡ lại số bạc đã mất. Rồi. Bỏ tay ra, vui à.
thiệt là quá nghiệt mà. Không ngờ chuyến đi này á, mình liều mình theo phường bạn săn và trúng quá. Vừa lấy được mật ong và săn được heo rừng để bán, mình sẽ dồn tiền lại rồi trả cho anh đó. Không thể nào lừa gạt người bạn mà còn đối tốt với con cái của mình như vậy. Nhưng mà mình không thể thừa nhận mình đã bị chuyện nói dối anh ấy. Như vậy thì xấu hổ lắm, thật là khó nghĩ quá. Phải làm sao đây? Sang vào Phú ơi, trả về rồi nè. Sang ơi, Phú ơi, vào ơi. Sang ơi, cha về rồi nè. Phú ơi, vào ơi. Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi ta? Chắc là anh Đức á, anh đưa qua nhà anh chơi rồi. Qua bên ảnh mới được. Anh Đức. Ủa, anh Giáp, anh về rồi hả? Dạ. Sang ơi, Phú ơi, cha về rồi con. Dâu ơi, Sang ơi, mấy đứa đâu hết rồi? Trời ơi, phải chi anh về sớm thì hay biết mấy. Tại sao anh không về sớm hơn để chứng kiến chuyện kinh thiên động địa chứ? Ủa, chuyện gì mà kinh thiên động địa vậy? Ủa, ba đứa nhỏ đâu? Mấy cái con này làm gì la ông sồn vậy? Nín coi, im lặng coi. Anh Giáp, anh Giáp, đừng có làm như vậy. Ba con gà này là... là ba đứa con của anh đó. Anh giỡn hả? Nghĩ sao ba con gà này ba đứa con của tôi? Tôi nói thiệt đó, tôi không có giỡn đâu. Tụi nó chính là con của anh đó. Anh điên rồi hả? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi nói thiệt đó, tôi không dám tin vô mắt của mình luôn. Thì mới tuần trăng trước đây nè, ba đứa nhỏ đang ngủ trên cái giường trong nhà đó, rồi cái tự nhiên ở đâu hiện ra một tên ác thần đen xì ly vậy. Rồi nó chỉ vào bọn nhỏ, rồi nó nói cái gì mà đời cha ăn mặn, đời con khát nước gì đó. Rồi còn nói là các con phải trả giá hay là quả báo cái gì của cha để lại đó. Rồi tôi tính xông vô để cứu tụi nhỏ. Ai ngờ đâu, nghe bệnh một tiếng, giáng trời thật lớn luôn. Rồi cái ba đứa nhỏ biến mất tiêu luôn. Rồi tôi mới chạy ra sân, tôi thấy có ba con gà này. Anh nói láo, anh nói láo. Chuyện quan đường như vậy mình cũng bịa ra được sao? Anh mau trả con tôi lại đi anh Đức. Hả? Anh làm cái gì rồi? Anh Giáp à, anh cũng biết thời buổi bây giờ đó, ma quỷ lẫn lộn, rồi thật hư ai mà biết được chứ. Ban đầu tôi cũng ngờ ngợ, tôi không có tin. Rồi ba con gà này á, nó cứ quay quẩn, nó la ó sùm mà. Xong rồi tôi mới nghĩ ra cách. Tôi thử lấy ba miếng vải cột đầu của tụi nó, tôi cột lên tụi nó. Ai ngờ đâu tụi nó im thiệt. Anh nhìn coi kìa, đó, đúng không? Có đúng là vải cột đầu của tụi nó không? Tôi không tin. Anh là đồ lừa đảo, đồ gian dối. Anh mau trả ba đứa con lại cho tôi, nếu không tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Tôi nói thiệt đó. Sang ơi, Dậu ơi, Phú ơi. Cha ơi, cha con là Sang nè cha. Đó, tiếng thằng Sang. Tôi mới nghe tiếng nó nè. Đó, là con gà đó, nó kêu anh đó. Đó. Anh nhìn kỹ đi. Có phải là dãy khăn cột đầu của con anh không? Hả? Con nè cha, con là Sang nè cha. Cha ơi, con là Sang đây. Đúng rồi, đúng là con trai tôi rồi. Đúng rồi. Tôi không hiểu sao á, lúc đầu nó cứ la ó sùm mà. Rồi tôi để bó củi ở đó thì nó mới chịu im lặng đó. Đúng rồi, đống củi này là thường ngày là nó chặt củi nè. Nó chẻ củi giùm tôi nè, cái ni này nè nó chẻ nè. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng con rồi. Em của đâu rồi Sang? Cha ơi, con là Dầu nè cha ơi. Đúng, mới nghe tiếng con Dầu. Nó đâu rồi anh? Đúng rồi, là nó đó, là con gà này kêu đó. Anh không nhận ra hai cái nơ cột trên tóc của nó sao? Dầu ơi, Dầu ơi, là con đây sao? Hai cái nơ tôi cột cho nó nè. Con bé Dầu cũng vậy, không hiểu sao nó kêu oang quát, nó đòi cái thùng nước. Tôi để cái thùng nước thì nó mới chịu im đó. Đúng rồi, bình thường nó hay xách nước phụ tôi mà. Thì đó, là hai con đây sao? Sang với Giàu ơi, Không lẽ đó là thằng Phú sao? Đúng rồi. Anh không thấy hả? Chắc là thường ngày anh hay nhờ nó lặt rau có đúng không?
Rồi tôi để bó rau ở đó thì nó mới chịu im lặng đó. Đúng rồi, là thằng Phú rồi, nó hay lặt rau phụ tôi mà. Trời ơi, các con của tôi, tại sao các con của tôi lại bị như vậy chứ? Ông trời ông trừng phạt tôi mà. Đúng là quả báo nhãn tiền, là tất cả do lỗi của tôi thì ông phải trừng phạt tôi chứ. Tại sao phải để các con tôi phải chịu? Tôi biết tôi sai rồi. Anh làm ơn, anh cứu ba đứa con tôi đi. Tội lỗi này tất cả là do tôi gây ra. Hãy để cho tôi làm trâu làm ngựa để có thể trả lại cho anh. Đừng bắt ba đứa nhỏ con tôi phải chịu mà. Tôi lại anh, tôi lại anh. Anh đã làm điều gì sai hay sao? Tôi ân hận lắm. Nếu anh làm sai, anh phải thành thật nhận sai, đừng lấp liếm dối trá. Sai lại càng thêm sai. Là do tôi càng nghĩ, tôi không ngờ lại liên lụy tới các con của tôi. Thú thật với anh, số bạc trong cái hũ sành đó là tôi đã tiêu xài. Nhưng mà thời gian qua tôi cố gắng làm lụng, tôi dành dụm cũng được một nửa rồi. Tôi đợi đến khi nào gom góp cho đủ, tôi sẽ đem hoàn trả hết lại cho anh. Nhưng tôi đâu có ngờ các con lại gánh tội cho tôi. Bọn trẻ, tụi nó vẫn vui vẻ khỏe mạnh, vì chúng đâu có chịu trách nhiệm trước sai lầm của anh chứ. Các con ơi, cha ơi, cha ơi, con nè. Ủa, tụi con Sang, Dầu, Phú. Ủa, vậy ba con vậy là tụi con không sao rồi. Tụi con không sao rồi. Sang vào Phú ơi, vậy ba đứa con tôi còn sống. Đội ơn trời đất, đội ơn trời đất, tôi đội ơn anh. Chỉ cần là anh thật thà nói hết mọi chuyện cho tôi biết, tôi đâu có hẹp hòi mà không cho anh dây vốn làm ăn chứ. Qua trợ, anh biết hết mọi chuyện rồi sao? Mọi chuyện tôi đã biết cả rồi. Lúc đầu tôi cũng không dám tin đó là sự thật, cho đến khi bé Sang nói mọi chuyện cho tôi biết thì tôi mới tin. Bé Sang nó thiệt là thông minh đó. Cha ơi, cha mượn bạc của bác Ức tiêu xài vì tụi con. Xài xong mình trả cho bác Ức thì đâu có sao đâu, phải không cha? Con cũng biết chuyện này nữa hả? Từ khi nào? Cha ơi, con đã thấy cha lấy hũ bạc của bác Ức ra mà con không dám cản. Sang nè, con và các em có làm được chuyện này không? Dạ, dễ mà, như trò chơi vậy đó. Khi nào cha về á, tụi mình phải làm như vậy nè. Em phải buộc miếng vải vô con gà, em nhớ chưa? Dạ nhớ. Em lấy cái nơ của em buộc vô cái cổ dạ, con gà. Dạ được. Sau đó mình trốn ở phía sau nhà á, chờ tới khi nào mà cha gọi tên thì mình trả lời. Hai em có làm được không? Dạ được. Giỏi lắm, nhớ nghe. Dạ. Cứ vậy mà làm nha. Chuyện là như vậy đó. Tụi con được bác Ức dẫn đi chơi vui lắm. Bác Ức rất là tốt bụng. Cha ơi, bác Ức nói là bác Ức không có con, nó muốn nhận tụi con làm con nuôi, được không cha? Được chứ, được. Cha ơi, vậy là tụi con có hai cha đúng không cha? Đúng rồi. Tôi hứa sẽ mang nửa số bạc qua trả cho anh liền. Nè, không cần gấp gì đâu. Cha con của anh á, cứ giữ lại số bạc đó đi. Anh cứ giữ lại mà làm vốn đi nghe. Bao giờ mà nó trở lại y như cũ á thì lúc đó anh đem qua trả cho tôi cũng được. Dạ, tôi đội ơn anh rất nhiều. Tụi này có cha rồi. Rồng rắn lên mây. Công chủ ở nhà không? Có con chó ra. Bà đâu rồi? Cơm nước gì xong chưa? Bà đâu?
cái gì mà kêu dữ vậy? Đi làm quần quật từ sáng tới giờ, về tới nhà tôi còn cơm nước. Ông ngủ cả buổi sáng, vừa mở mắt ra là đòi ăn liền. Nè, hôm nay là ăn rau nữa hả? Ê, bà ăn hoài bà không ngán hả? Chứ tôi là tôi ngán tới cổ rồi đó. Có cơm ăn là may rồi, chê chê cái gì? Anh tưởng là tiền công chăn trâu của anh, rồi tiền gặt mướn của tôi á, là nhiều lắm sao? Lâu lâu mới đưa được vài đồng, còn đòi hỏi này nọ. Đừng có coi thường tôi, tôi chỉ là cái thằng chăn trâu. Nhưng biết đâu một ngày nào đó tôi đổi đời, tôi thành phú hộ đó. Trời, lúc đó hả, tôi có tiền muôn bạc vạn. Đừng có chạy theo tôi mà nịnh á. Lấy cái gì mà đổi đời? Bộ ông đào trúng vàng hả? Ủa, tôi chưa nói xong mà, đi đâu vậy? Đi chăn trâu kiếm tiền và đưa bà chứ đi đâu. Ăn cơm cho xong đi rồi đi đâu thì đi. Ăn không có vô nữa, bà ăn một mình đi. Vợ gì mà suốt ngày kiếm chuyện nó này nó nọ, ăn cũng không yên nữa. Đi riết rồi không muốn về nhà. Vợ thì đi luôn đi, đừng có về nhà nữa nghe chưa. Ê, con chào ông bà bá hộ. Chà, tới sớm dữ hả? Ủa, vậy là sớm hả ông? Trời ơi, vậy mà con tưởng hơi trễ rồi chứ. Cũng biết trễ nữa ha. Một tuần trăng có 30 ngày, 28 ngày mày đã đi trễ rồi. Còn 2 ngày thì mày để bò trâu nó đi lạc có đúng không? Ê, bộ mày không muốn kiếm bạc nữa hả mày? Dạ, con hứa kể từ ngày mai là con không có đi trễ nữa đâu. Cũng tại con vợ của con, sáng nào nó cũng lề mề, cái làm cho con chậm theo nó à ông. Thôi đi mày ơi, do mày làm biếng, mày mê ngủ thì có, tao còn lạ gì cái nết của mày nữa. Mấy lần làm lạc trâu bò của tao cũng là do cái tật mê ngủ của mày đó. Bây giờ bắt đầu từ ngày hôm nay, mày không cần phải chăn trâu nữa. Ông bà ơi, trời, bây giờ mà không cho con chăn trâu, nó lấy gì mà con sống ông bà bá hộ. Ông bà làm ơn đi, ông tội nghiệp cho con. Ông ơi, ông tha cho con lần này nữa thôi ông. Con hứa kể từ ngày mai con sẽ đi chăn trâu từ tờ mờ sáng. Mày hứa nhiều quá rồi, tao đã giao trâu cho người khác rồi. À, nhưng mà tao có đám ruộng rất cần người phát cỏ. Vậy mày có làm được không? Dạ, con làm được không? Vậy bây giờ đi ra phía sau lấy cái rựa máng ở trong vách đó, đi phát cỏ đi. Dạ, con biết rồi, ông bà bá hộ. Ông bà ơi, ông bà cho con ứng trước tiền công của tuần trăng này được không ạ? Cái gì? Làm thì dớ ẹt, mà đợi ứng lương trước là làm sao? Dạ, đằng nào thì ngày kia cũng là ngày lãnh công rồi. Thôi thì bây giờ ông bà cho con lãnh trước có 2 ngày thôi à. Cũng tại con vợ của con, bây giờ nó cần tiền chợ ông bà ơi. Bây giờ mà không có cho nó càm ràm dữ lắm. Mà thôi, ông bà thông cảm cho con nghe. Thôi được rồi. Dạ, tao nghĩ vợ chồng mày cũng nghèo cũng khổ. Bà cho nó ứng đi. Nè. Dạ, con cảm ơn bà bá hộ. Hình như là thiếu 5 đồng của con. Ông bà coi lại giúp con. Tao đếm kỹ rồi nha, không có thiếu gì đâu. 5 đồng đó là tao trừ vô cái lỗi mày làm lạc trâu của tao. Tao trừ như vậy đó nghe là còn thương tình lắm đó ha. Mày không bằng lòng á thì ngày mai đừng có tới đây làm nữa. Làng này thiếu gì người cần việc. Dạ, con dạ con biết rồi.
thiệt tình, đời mình còn cần thêm mấy con trâu nữa. Tụi nó suốt ngày thảnh thơi gặm cỏ, thỉnh thoảng mới kéo có mấy luống cài. Còn mình ngày nào cũng phải dầm mưa dãi nắng để kiếm cơm. Đã vậy còn bị hết người này tới người kia xỉa xối, đè đầu, cưỡi cổ. Số mình đúng là số con rệp mà. Kiếp này coi như bỏ, ước gì kiếp sau mình được đầu thai vô nhà giàu, có kẻ hầu người hạ, vợ đẹp con thơ. Chỉ cần nằm ngủ cũng có tiền tiêu, như vậy thì sướng biết mấy. Được rồi, bữa nay kiếm vàng nhiều đủ rồi. Đi về. Nè, đi về. Vàng, tụi nó đào được vàng hả? Anh hai kỳ quá, về làm gì? Lúc nào anh cũng nôn nóng lật đật hết trơn. Đúng rồi, anh chị cứ thông thả tận hưởng cái hoàn cảnh đó. Anh chị nhìn kìa, trời hôm nay ha, trong xanh ghê không? Không khí rất là trong lạnh. Chị thấy em xanh hơn trời đó. Đúng là cái đồ mơ mộng. Bây giờ á, về lẹ đi còn cất mớ vàng này nữa. Với lại về nhanh đi còn canh kho báu nữa. Bộ không sợ bị ai lấy mất hả? Mất sao được mà mất. Có ai biết được chỗ mình cất giấu số vàng bạc đá quý này đâu mà mất. Đúng rồi, có ai biết được kho báu của mình ở đâu đâu mà lấy. Đúng rồi. Sao không la làng lên cho người ta biết kho báu mình ở đâu luôn đi. Có kho báu luôn. Cái gì mà lớn quá vậy? Đúng rồi, thiệt tình. Thôi, không nói nhiều nữa. Lẹ lẹ đi về, sắp tối rồi. Đi, nhanh đi. Đi, nhanh đi. Kho báu hả? Trời ơi, mình có nghe nhầm không? Mình không thể nào bỏ qua cơ hội này được. Chỉ cần lấy được một ít vàng, mình mua cả trăm con trâu. Nếu như mà có vàng rồi thì tha hồ mà ăn sung mặc sướng, thiên hạ sẽ nể trọng mình, không còn một ai dám coi khinh mình nữa. Con thỏ.
Nè anh, anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Sao? Anh vẫn có linh cảm là có ai đó đang theo dõi mình. Hả? Làm gì có ai? Anh đúng là đa nghi mà. Còn đỡ hơn là cái đồ mơ mộng. Tự nhiên cái chửi em mà. Anh đa nghi quá trời luôn à. Làm gì mà có ai biết cái đường lên đây mà theo mình. Đúng rồi. Không có ai biết đâu. Anh yên tâm đi. Ai biết chỗ này mà mò ai vô biết? Đây anh. Được rồi, bây giờ anh mở cửa lẹ đi. Tới giờ ăn rồi. Em đói bụng quá rồi nè. Đừng ăn rồi. Anh chị ơi, hôm nay tụi mình đau được nhiều vàng. Em đói bụng quá trời luôn rồi nè. Đi. Gì? Mà khoan. Gì? Anh ơi, hay trước khi đi á, mình đóng nắp lương lại đi. Đúng rồi anh. Quên. Xong rồi, đi ăn đi. Ăn thôi. Được ăn rồi. Ngon quá. Đói. Ngon quá. Nè,
kho báu. Mày làm bơm mày mở ra giùm tao đi nhé. Bây giờ có được tụi mày á là tụi tao không cần phải khổ sở nữa, biết chưa? Mở ra đi, mở ra. Dữ là có ai ngoài đó đó. Có ai vô đây được mà ở ngoài có ai? Đúng rồi anh. Không, anh nghe tiếng động rõ ràng mà. Đã coi mới được. Chết rồi. Ai đó? Ai vậy? Ai đó? Ai? Ủa? Ông đây rồi. Anh hai, em đâu có thấy ai đâu. Em cũng đâu nghe thấy tiếng gì đâu. Anh nghe thấy tiếng động rõ ràng mà. Em nói với anh hai nghe nè, trộm nào mà mò được trong hang này. Mà nó có vô được trong hang á, nó cũng chết một xương ở trong đây rồi, chứ làm sao mà ra cho được. Đúng rồi. Với lại cửa hang này chỉ có mình anh mở ra được thôi. Anh quên rồi sao? Với lại cái đường kho báu này không có một người nào mở ra được ngoài anh hết. Đúng rồi. Thì biết là vậy. Nhưng mà anh cứ thấy lo lo làm sao á. Anh vẫn có linh cảm là có ai đó rình rập xung quanh mình. Thôi bây giờ vậy đi, em với Mơ Mộng đi làm trước đi. Anh sợ đây để tìm cho bằng được kẻ đó. Anh mà bắt được kẻ đó ha, anh sẽ quăng xuống vực cho quả mổ tới chết luôn. Anh đã yếm bùa vô trong cái rương này rồi, còn ai mở ra được đâu. Anh hai, Mộng Mơ nói đúng đó. Anh hai, giờ mình ăn no rồi, mình đi đào vàng tiếp đi anh hai. Không có anh hai á thì làm sao tụi em đào được. Thôi, đi, đi đào vàng tiếp ha. Đi. Đi đào vàng tiếp. Mở cửa ra, mở cửa ra, có ai không cứu tôi? Mở cửa ra, có ai ngoài kia không? Cứu tôi với. Có ai không? Không lẽ không còn đường ra rồi sao? Vậy là mình bị nhốt trong đây luôn rồi hả? Mình bị nhốt đục xương trong đây luôn. Tôi biết vậy là hồi nãy tôi có chui vô đây rồi. Trời ơi, bây giờ còn đói bụng nữa. Từ ngày hôm qua tới bây giờ chưa có gì ăn ở trong bụng hết. Cũng tại con vợ già cứ càm ràm. Ước gì bây giờ có tô cơm với rau luộc, trong nước mắm mà cùng thấy ngon nữa. Đúng rồi, hồi nãy bọn họ ăn uống ở trong. Bây giờ mình thử vô có còn dư gì không.
Phải chi mình đừng có đi theo tụi nó là không có chuyện gì xảy ra rồi. Cũng tại cái tính tham lam ham giàu của mình mà ra, bây giờ chỉ mong là được đi về nhà. Không lẽ mình chết trong này luôn hả? Mình ơi, mình dậy ăn cơm. Nè, tên kia. Dạ. Người gửi mau. Tại sao á người vào được trong cái hang động của bọn ta? Đúng rồi. Tôi là Phan Nhân Sử. Tôi chỉ là tên chăn trâu ở dưới làng. Chỉ là tôi đi tìm trâu lạc, rồi tôi bị lạc vô đây. Đâu lao hả? Đâu nào mà lạc tới tận đây? Nè, người mau khai thiệt đi. Nếu không, bọn ta sẽ quăng người xuống dưới vực cho cặp ăn đó. Dạ. Nói. Tha cho tôi đi. Nói. Ai sai người tới đây? Tới đây làm gì? Nói. Nói. Làm gì? Dạ. Làm gì? Nói. Dạ. Nói. Nói. Nói vậy lên. Anh à, anh. Hả? Từ từ thôi. Nóng quá. Rồi, nó sợ. Sao nó khai? Nó bí luôn á. Nói mau. Không nói. Quăng xuống vực luôn đó nha. Dạ. Tôi đang đi lạc ở trong rừng. Thì tôi thấy mấy người đang trên đường đi về. Tôi tính hỏi thăm đường. Thì thấy mấy ngài đi vô trong này, cho nên tôi tò mò tôi đi theo. Ai về đâu bị nhốt ở trong đó luôn. Chứ tôi đâu có ý đồ bất chính. Nè, mấy người làm ơn tha cho tôi đi. Tôi thề là tôi chưa có đụng vô cái gì ở trong đó hết á. Người nói có thiệt không? Dạ thiệt. Thiệt, nói thiệt. Dạ, thiệt ra là tôi có đụng một chút. Hả? Quá gan rồi. Dạ, nhưng mà tôi chưa có lấy gì hết. Chưa lấy. Tôi lỡ dại, nên tôi xin mấy người tha cho tôi. Nói đi, ngươi đã nhìn thấy cái gì ở trong đó rồi, có phải không? Đúng rồi. Dạ, tôi đâu có thấy cái gì đâu. Đừng cứ làm bộ. Đúng rồi. Ngươi đã cố tình đi theo bọn ta từ ở trong rừng. Đúng luôn. Làm sao không biết được? Ở trong đó có kho báu chứ hả? À, đừng có nói nhiều nữa. Quăng hắn xuống vực cho quả bổ đi. Tha cho tôi đi. Đừng mà. Không khai thiệt, ta sẽ thả người xuống vực. Tôi khai. Nó khai kìa anh. Khai đi. Tôi có ý định đó. Có kìa. Nó tối kìa. Nhưng mà tôi chưa kịp lấy cái gì hết. Chưa kịp lấy thì mà. Tôi đã bị nhốt lại ở trong đó rồi. Nè, tôi đâu có cất giấu gì trong người đâu. Ta tha cho ngươi cũng được. Nhưng nếu tha cho ngươi, ngươi đi kể cho bọn người ngoài kia biết về bí mật của bọn ta thì sao? Đúng rồi. Dạ không. Tôi hứa là tôi sẽ im thinh thích. Tôi không kể cho ai nghe hết. Hứa kìa anh hai. Tôi thề là tôi sẽ không hé lộ bất kỳ một lời nào về kho báu của mấy người. Nói thề luôn kìa. Nói thề kìa anh hai. Giờ sao anh hai? Nè, nếu mà ngươi nói ra thì sao? Nếu tôi nói ra thì tôi sẽ bị nghèo suốt đời. Còn vợ tôi á sẽ bị xấu như ma chê quỷ hờn. Xấu là ghê lắm á. Nó thề độc quá anh hai ơi. Lắm độc lắm. Ghê ha. Nhưng mà không được. Cứ thề như vậy quá nhẹ. Đúng rồi. Làm sao bọn ta có thể tính ngươi được chứ? Hả? Ngươi phải thề vậy nè. Tại tôi nói mình đi luôn đi, đừng có về nhà nữa, để mình mới bỏ xác ở trong rừng.
tại nó vắng số nên mới bị cọp vồ thôi, chứ sao tại em được. Em đừng có tự trách mình nữa mà em. Tội hả lắm chị. Hồi sáng đó đó, bị em cằn nhằn, biết vậy hôm đó em đừng có càm ràm trách móc ảnh, thì ảnh không có bỏ đi, thì ảnh không có chết bờ chết bụi. Thôi mà em, nín đi em, bớt đau buồn lại đi. Mình ơi, đừng có khóc nữa mà. Chị ơi, mẹ thật sự quá, anh nghe tiếng em sợ mất chị mà. Mình chưa chết thiệt hả mình? Trời đất ơi, bà muốn tôi chết lắm hay sao bà hỏi hoài vậy? Nè, vậy cái xác mà chết mất đầu ở trong rừng là của ai? Bộ đồ y chang mình luôn, cho nên là tôi mới tưởng là mình... Của ai sao tôi biết được? Trời đất ơi, bây giờ là chồng mình hay là người ngoài mà cũng không phân biệt được nữa là sao? Đúng là cái đồ... Đồ gì? Đồ gì? Em thề là em không cãi lộn với mình nữa. Nếu mà mình không bị cọp vồ, mấy bữa nay mình đi đâu vậy? Sao nãy nhìn mặt mình thấy ghê lắm, nhợt nhạt trắng bệch à? Thì tôi bị lạc sâu tuốt ở trong rừng á. Lúc nãy ăn cơm tôi đã kể rồi. Lạc gì mà tới 7 ngày dữ vậy? Cái gì? 7 ngày rồi đó hả? Đúng rồi. Thì nay là thớt của mình nè. Ý em á là tưởng là mình chết rồi, cho nên đây là thớt đầu của mình đó. Không ngờ 7 ngày trôi qua nhanh thiệt. Mà hả, em vẫn thắc mắc. Đang phát cỏ tự nhiên mình đi vô rừng làm chi cho nó bị lạc? Ủa mà sao nãy giờ mình cứ nói gì vòng vòng, chưa trả lời câu hỏi của em. Cái gì? Là cái chuyện đi vô trong rừng đó hả? Sao? Nếu như người hé môi cho bất kỳ ai biết về chuyện này, kể cả vợ của ngươi, thì bọn ta sẽ quăng ngươi xuống vực sâu. Đúng rồi đấy. Ngươi sẽ chết không toàn thây, toàn thây chết không nhắm mắt, không nhắm mắt suốt đời suốt kiếp. Lúc nào hút đầu thay vô những nhà nghèo thiệt là nghèo. Sao? Độc quá anh hai. Độc quá luôn. Trời ơi, sao bắt tôi thời ác dữ vậy? Vậy ngươi mới sợ chứ. Đúng rồi. Sao? Thầy không? Anh hai, sao nữa? Dạ. Không thầy đúng không? Dạ, tôi thề mà. Tôi xin thề. Tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật mà. Mấy người cứ yên tâm. Sao anh? Sao? Bây giờ ngươi hãy đi mau đi. Nếu mà ngươi để lộ bí mật của bọn ta, thì lời nguyền đó sẽ trở thành sự thật. Ngươi nhớ chưa? Nhớ chưa? Dạ. Tôi nhớ rồi. Nhớ rồi anh hai. Đi đi. Minh. Sao vậy? Thời gian lúc đó tôi đói bụng quá. Với lại đúng rồi, sáng đó tôi ăn gì đâu. Tự nhiên cái bụng nó đói quá, nó réo lên rồi nó sôi lên. Thành ra tôi mới đi vô rừng kiếm ít trái cây ăn cho đỡ đói. Ai dè đi kiếm một hồi không kiếm được cái gì. Cái tôi mệt quá, tôi ngất xỉu. Rồi sau đó... Sau đó làm sao hả mình? Sau đó tôi tỉnh lại. Sau tôi thấy trời tối thui, tôi tìm đường về mà mất phương hướng. Thế rồi tôi bị lạc luôn ở trong rừng. Rồi sao mình không chịu tìm đường về?
Có chứ. Nhưng mà chắc có ma xui quỷ khiến sao á, mà tôi cứ đi lòng vòng, giống như là đi lạc trong mê cung vậy đó. Sao kỳ vậy ta? Cái rừng này có chút xíu à, cho dù có đi lạc cũng đâu có mất công 7 ngày mới ra được khỏi rừng. Làm sao tôi biết được? Thì ở trong rừng tôi thui à, lúc đó tôi vừa đói vừa khát, tay chân thì bủng rủng vậy nè, đầu óc thì dường như tê liệt, thành ra tôi chỉ nhớ được mang máng vậy thôi à. Ủa, mình kiệt sức vậy á, rồi sau đó mình về nhà bằng cách nào? Thì tôi kiếm được ít trái cây rồi rau rừng, sau đó tôi ăn cầm hơi rồi tôi mò đi về. Sao nãy á mình nói là mình không kiếm được trái cây bỏ bụng mà. Lúc đầu là vừa vô rừng không có tìm được, thì sau đó tôi mới tìm được. Trái gì? Thôi mệt quá, bà cứ hỏi hoài trái gì thay kể nó đi, mày không phải trái độc là được rồi. Ủa, ê, mà bà có phải vợ tôi không vậy? Nè, thấy chồng chết đi sống lại không mừng mà cứ ngồi hỏi tra hỏi miết như tôi phạm vậy. Ê, bây giờ là bà muốn tôi chết luôn thì bà mới vừa lòng đúng không? Hả? Tôi mệt quá, tôi không nói chuyện với bà nữa, tôi đi ngủ đây. Năm nay mình nghỉ cũng trúng mùa ông ha. Ủa Thịnh. Chị, anh. Em mới đi chợ về đó hả? Dạ. Chà, hôm nay em mua nhiều quá hen. Có luôn thịt nữa kìa. Em sang quá à. Có sang gì đâu chị, quanh năm suốt tháng á, toàn cho ổng ăn rau không à. Em thấy cũng tội, cho nên là em chắc mót từng đồng mua chút thịt cho ảnh ăn. Đàn ông á, ai mà không thích ăn ngon. Cứ bắt ăn rau miết, trước sau gì cũng ngán, rồi đi tìm chỗ khác à. Tìm chỗ khác là sao hả anh? À, thì tìm cái chỗ nào mà có đồ ăn ngon hơn đó. Chị nói vậy là có ý gì? Có ý gì đâu. À, mà chồng em á, mấy bữa trước á, đi đâu vậy? Thì ảnh nói là ảnh bị lạc ở trong rừng. Ủa, sao kỳ vậy ta? Cái rừng có chút xíu à. Đi một ngày là hết cái rừng rồi. Sao mà lạc 7 ngày dữ ha. Phải ha, nếu 7 ngày á mà không chết đói á thì cũng chết khác à, đúng không? Mình mà sao em gặp ổng á hả? Ổng mạnh cùi cùi hả? Ủa, mà ổng nói vậy mà em tin hả Thịnh? Thì chồng em nói thì em phải tin chứ chị. Thôi em về nghe. Nhớ canh chừng ổng cho kỹ á nghe. Coi chừng ổng đi lạc nữa đó. Biết không, đi mình. Chị đi nha. Tội nghiệp của nhỏ quá mình ha, bị thằng chồng lừa mà không biết. Ngon không? Ngon chứ, ngon. Ngon thì ăn nhiều vô. Nè, bà có biết á, mấy ngày qua tôi thèm đừng ngồi ăn cơm với bà không? Bây giờ hả, dù là cơm canh với rau chấm nước mắm ăn cả đời tôi cũng vui nữa. Chứ không phải là ông ngán tận cổ rồi sao? Thì lúc đó tôi không hiểu cho nên tôi nói như vậy, chứ tôi mà biết trước á. Ý là biết là có lúc mình bị đói khát, tôi không bao giờ tôi nói như vậy với bà hết. Nay tôi thấy bà làm sao vậy? Ai chọc tức bà hả? Ông chọc chứ ai. Bà đừng có gấp lửa bỏ tay người à. Thôi mệt quá đi, tôi không có cãi với ông nữa, ông ăn đi. Bữa nay bà có chuyện gì bà nói đi, tôi hứa là tôi sẽ ngồi nghe bà nói hết. Vậy ông nói thiệt đi, mấy hôm nay ông đi đâu? Có phải ông chán tôi, ông đi tìm người khác đúng không? Bà khùng hả? Mắc gì đi tìm người khác? Trời đất, cứ một mình bà hành tôi là tôi đủ mệt lắm rồi. Tìm người khác làm gì? Không có. Sao phản ứng mạnh dữ vậy?
Bộ có tật giật mình đúng không? Tôi là tôi không có bà nào hết. Có một mình bà thôi được chưa? Nói láo. Trời ơi là trời. Ông trả lời tôi đi. Ông nói là ông đi lạc trong rừng suốt 7 ngày. Trong khi cái rừng á, nó có chút xíu à, có rộng bao nhiêu đâu. Ông nói thiệt đi. Nếu như ông không nói hả, tôi sẽ la làng lên cho bà con biết bộ mặt thật của ông đó. Trời ơi. Má bà con ơi, ông Sủng có vợ bé nè bà con ơi. Trời ơi. Nè, nè. Nè, bộ tính làm xấu mặt tôi hả? Hay là tôi nhảy xuống sông tôi chết cho ông vừa lòng nè. Để ông sống với người ta. Trời ơi, tôi khổ quá nè. Trời ơi, tôi không muốn sống. Trời ơi, nè. Tôi kể cho bà nghe, nhưng mà tuyệt đối là giữ bí mật nghe chưa? Hả? Kể lẹ đi. Chuyện lần dây nè. Đây là chuyện cơ mật, bà mà hé ra với ai là tôi chết không toàn thây, mà bị nguyền rủa nghèo nàn suốt đời suốt kiếp luôn đó. Bà rõ chưa? Ông không có nói xạo với tôi đúng không? Trời đất ơi. Nè, bà coi miếng đá đó đi. Bà có nửa ngày trời bà cầm trên tay rồi, bà còn hỏi gì nữa. Tôi mà nói xạo với bà nửa lời là xét đánh tôi chết ngay tại chỗ. Thôi được rồi, tôi tin ông đó. Tôi không có nói chuyện này với ai đâu. Chắc kể với mình bà chứ không sao đâu ha. Chứ không nói cho bà biết, ngày nào bà cũng tra tấn, bà hỏi tới hỏi luôn, chắc điên cái đầu với bà luôn quá. Thân Thân, vô đây. Vô đây. Vô đây nghỉ chân uống nước coi. Cái gì vậy chị? Để chị vô lấy nước. Bộ bữa nay bán ế hay sao mà chị kêu em vô nói chuyện vậy? Uống miếng nước đi đã. Sáng giờ ế dữ lắm. Có một mình ông đó à. Trời ơi, ế nhưng mà tao không có lấy bạc mày đâu. Uống đi. Em cảm ơn chị. Khách sáo quá à. Ủa, thằng Sủ đâu rồi? Nay đi làm lại chưa? Dạ rồi. Mày không sợ nó bỏ đi nữa hả? Ngay cả Tư còn nói như vậy. Em không còn gì để nói nữa, em về đây. Ê khoan. Cả cái làng, cả cái xóm này ai cũng nghĩ chồng mày nó xạo hết á. Có một mình mày à. Mày là mày tin nó đó. Em có lý do chính đáng. Lý do gì? Tư chỉ cần biết ảnh không gạt em thôi. Bây giờ tao hỏi mày nha. Nếu như mà nó không có vợ bé thì nó làm gì mà nó đi một hơi 7 ngày nó mới về hả? Thì anh đi lạc. Bữa Tư cũng nghe chồng em nói rồi mà. Thì có nghe nhưng mà tao không có tin nó. Thôi, đủ rồi. Em đã nói là không phải rồi mà. Chứ lại gì? Lại gì? Bị quỷ bắt. Hả? Cái gì? Quỷ bắt là sao? Hả? Nói nghe. Chị hứa là không có được nói ai nghe chuyện này nha. Sao? Chuyện lại vậy. Cái gì? Hả? Kho báu hả? Trời ơi. Đánh nó lại đừng có. Kể tận tường tao nghe coi. Tao hứa luôn, không kể ai nghe hết. Nhưng mà chị phải hứa nghe chưa? Chuyện lại vậy. Anh Sửu, anh gặp ba con quỷ. Bả kho báu của đó bộ như cái nhà. Hả? Thiệt vậy luôn. Mình. Ủa, mà về rồi đó hả? Mình ngồi chờ một chút, em nấu cơm xong liền. Cho tao hỏi. Ủa, ông có phải là ông đạo sĩ ngồi trong quán nước chị Tư hồi nãy đúng không? Dạ phải. Chẳng giấu gì cô, hồi nãy tôi vô tình nghe được câu chuyện của cô, cho nên ta mới tìm tới đây. Nè, mà nói chuyện gì trong quán nước để cho người ta nghe vậy? Là chuyện đó đó. Nhưng mà tôi chỉ kể cho có một mình chị Tư nghe thôi à. Tại chị ép quá á. Tôi xin lỗi. Trời đất ơi, vậy là bà hại chết tôi rồi. Ông yên tâm đi, không sao đâu, để tôi xử. Nè, ông. Ông tới đây để giết chồng tôi đúng không? Đừng có hòng nha. Tôi quyết sống chết với
đồ quỷ gian ác như ông đó. Xin cô đừng quá kích động. Xin tự giới thiệu với hai người, ta là đạo sĩ tu luyện ở trên núi. Ta không hề cố ý nghe chuyện của cô, chẳng qua là ta có đôi tai quá thính nên lỡ nghe chuyện của cô thôi. Nè, rồi bây giờ ông tới đây làm gì? Ta đã truy tìm ba con quỷ đó từ lâu rồi. Kho báu mà cậu nhìn thấy là do bọn chúng cướp được từ khắp nơi trên thế gian này. Ta muốn lấy lại số vàng bạc đó để trả về chỗ cũ, mặt khác là giúp cho dân nghèo có miếng ăn. Nói thiệt với cậu, với cô đây, phép thuật của ta dư sức mở được cái gương đó. Chỉ tiếc là ta không tìm ra được hang ổ của bọn chúng. Nếu như cậu đưa ta tới đó, ta sẽ có cách đi vào hang và mở cái gương lấy kho báu. Xong mọi việc chúng ta sẽ chia đôi. Cậu thấy thế nào? Ủa, sao ban nãy ông nói là trả kho báu về chỗ cũ, với lại giúp người nghèo gì đó mà? À, thì trả một ít và giúp một ít, còn lại chúng ta sẽ cưa đôi. Số châu báu đó, cho dù có chia làm 10 đi chăng nữa, thì hai người cũng dư sức sống tới già. Thậm chí con cháu của hai người sẽ được hưởng phước từ đời này tới đời sau. Ông có chắc là mình mở được cái cửa hàng rồi mở cái trường không? Nè, tụ quỷ đó nó đã ếm bùa lên đó rồi, nên tôi đã cố sức thử mà nó vẫn trơ trơ đó, nó không có mở ra. Yên tâm, phép thuật của ta rất là cao cường. Ta đã tu luyện nhiều năm, không có một bùa chú nào mà ta không hóa giải được hết. Nhưng mà lỡ tụi nó phát hiện ra mình rồi sao? Ta là thầy pháp chuyên bắt yêu ma mà, dăm ba cái con quỷ ở trong rừng thì nhầm nhò gì. Sao, cậu đồng ý rồi đúng không? Vậy mai đúng giờ mão gặp nhau ở bìa rừng, chỗ có cái cây cổ thụ á, chúng ta phải đi ngay. Nếu không bọn chúng lại dọn hang ổ đi chỗ khác. Bọn này nó tinh ranh dữ lắm, phải hành động ngay mới kịp. Không có đi đâu hết á. Ông mở yên trong nhà cho tôi. Lần trước suýt chết còn chưa sợ hả? Còn ông nữa, đi ra khỏi nhà giùm tôi đi. Đi đi. Trời ơi, nè, bà làm cái gì vậy? Ông im đi cho tôi. Còn ông, nghe cho rõ đây, chồng của tôi không có đi đâu hết. Vợ chồng tôi không cần cái kho báu đó. Tụi tôi tự làm, tự nuôi thân mình, không có sống nhờ vàng bạc của người khác. Huống chi đó là đồ ăn cắp. Ông thích đó thì ông tự lấy một mình đi. Hình như là cô đây hiểu lầm lòng tốt của tôi rồi. Thôi được rồi, nếu như hai người đã từ chối thì ta đây xin từ biệt. Chào. Ông ơi, ông ơi. Đứng đi. Ông á nha, bỏ cái ý định lấy vàng của người khác đi nha. Ông á mà đi theo ông ta hả, tôi không có nhìn mặt ông nữa đâu. Kỳ này tôi nói thiệt á, ông mà có chết hả, tôi cũng không thèm nhỏ giọt nước mắt khóc cho ông đâu. Nghe rõ chưa? Thôi được rồi, biết rồi. Bây giờ tôi không đi đâu hết. Đi vô nhà ngủ được chưa? Tôi đi vô nhà ngủ đó.
Tôi biết là bà lo cho tôi, nhưng mà tôi không thể nào ngồi yên nhìn kho báu đó rơi vào tay của kẻ khác được. Có mớ của cải đó thì vợ chồng mình sẽ có cuộc sống sung túc khá giả hơn, và bà cũng không cần phải lo chạy tiền chợ mỗi bữa nữa. Ta biết thế nào ngươi cũng tới mà. Ta đi thôi. Mà khoan đã. Sao tôi thấy là mình đang làm cái chuyện gì đó nó sai quấy lắm. Tôi đã hứa là tôi sẽ không tiết lộ chuyện kho báu. Vậy mà bây giờ tôi cũng đưa ông tới đó đi lấy nữa. Thôi, chắc tôi không đi đâu. Tôi đi về. Khoan đã. Cậu không có làm gì sai quấy cả. Kho báu đó đâu phải là của tụi nó đâu. Chúng ta chỉ thay mặt chính nghĩa đòi lại công bằng cho thế gian này thôi. Bọn quỷ đó vừa độc ác vừa tham lam. Chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ để cho bọn chúng tắc quái tắc quái hai thêm nhiều người nữa. Hay là cậu là loại người thấy người khác khổ mà không chịu cứu? Không. Tôi nè, cậu có một chút ít vàng á thì cuộc sống của cậu sẽ huy hoàng hơn trước, sẽ không còn ai chèn ép và coi khinh cậu nữa. Với lại tôi thấy căn nhà của cậu ọp ẹp quá, chắc là trời mưa dột lắm đúng không? Còn chị nhà ta thấy cũng hơi xanh xao, chắc là ăn uống tằn tiện và kham khổ lắm đây. Thật là tội nghiệp. Tội nghiệp. Cậu không đi á thì thôi vậy. Bây giờ ta phải trở lên núi tu luyện tiếp. 10 năm nữa ta mới hạ sơn. Tạm biệt cậu. Ông khoan đã. Được rồi, đi hướng này nè. Biết ngay mà. Nghe mùi bạc thì ai mà chẳng xuôi theo chứ. Đúng là thằng ngu. Nhanh lên. Ở đây nè. Chắc tụi nó chưa có về đâu. Thầy hãy
mau làm phép mở hết tất cả những kho báu này ra. Cuối cùng thì ta cũng tìm thấy ngươi rồi. Bây giờ ta có kho báu, nhưng mà ta cần làm thêm một việc. Ông đi làm gì? Làm đi, làm đi ông. Nè, ông làm gì vậy? Ta giết ngươi chứ làm gì. Ngươi chết rồi thì một mình ta mới hưởng trọn kho báu này. Đồ gian xảo, lừa gạt ta. Xuống chậu diêm vương đi. Đến đồ sĩ gian ác kia, ngươi sẽ phải trả giá. Đến đồ sĩ gian ác kia, ngươi sẽ phải trả giá. Rốt cuộc mình hù nó hay nó hù mình vậy? Ai biết ai hù ai? Không biết ai hù ai. Bây giờ xuống nó xuống giật. Xuống nó xuống giật. Khoan đã, khoan đã. Tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi. Thì tôi không muốn chết đâu. Đừng có xô tôi xuống giật mà. Nó khóc rồi. Tha cho tôi đi. Im đi. Ôi mà quá. Gì? Ngươi xin ta bỏ qua cho ngươi hả? Ngươi biết lỗi rồi hả? Tôi biết lỗi rồi. Đừng có giết tôi mà. Một lần này nữa thôi. Cái gì? Tha cho tôi qua, đi hả? Lần trước ngươi cũng xin xỏ, năn nỉ ta tha cho ngươi. Rồi cuối cùng sao? Ngươi không chỉ tiết lộ chỗ bí mật của chúng ta, mà ngươi còn dẫn tên đạo sĩ tham lam đó tới đây nữa. Ngươi có biết hắn là tên đạo sĩ chuyên đi lừa đảo cấp của người khác hay không? Tôi không biết. Ông nói là mấy người mới là người cướp vàng của người khác, nên tôi mới dẫn ông tới đây lấy vàng trả lại cho người ta. Nhưng mà ông đạo sĩ đâu rồi? Mấy người giết ông rồi hả? Hắn ta đang chết ngàn lần, nhưng mà bọn ta không muốn làm dơ tay của bọn ta. Nè, cách đây 3 năm bọn ta đã tha cho hắn một lần, nhưng mà hắn ngựa quen đường cũ, hắn muốn trở lại cướp vàng của chúng ta. Cái tự tham lam gian xảo như hắn, nếu như còn biết về kho vàng thì sẽ nảy sinh tà ý. Như vậy bọn ta đã xóa hết ký ức của hắn, rút hết tinh lực của hắn, rồi tống hắn về nơi hắn ở để cho hắn tu luyện chuộc lỗi. Bây giờ bọn ta sẽ trừng phạt ngươi. Đạp nó xuống giật đây. Tha cho tôi đi mà. Tha cho tôi đi, tôi không muốn chết đâu. Tôi xin mấy người mà. Tha cho ngươi à? Ngươi cũng tham lam không kém gì tên đạo sĩ. Đúng. Ngươi có biết bọn ta phải vất vả như thế nào mới có một số của cải như vậy hay không? Nè, nhìn đi. Ta trẻ nhất cũng 200 tuổi rồi. Còn chị ta đây 300 tuổi rồi. Còn cái ông già nhất đây là anh ta 400 tuổi rồi. Ta là già nhất. Suốt ngần ấy năm, bọn ta không hề nghỉ ngơi một ngày nào cả. Ngày nào cũng vất vả đào đào sới sới mới đào được số vàng đó. Người thấy đó, vất vả là như vậy, nhưng bọn ta không hề dùng riêng cho bản thân mình. Không hề, không hề. Tất cả là kho báu của thần rừng, do ngài ấy cai quản. Chúng ta nè có trách nhiệm
tìm ra, giữ nó để giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn. Vậy mà ngươi, một tên người ngu ngốc, dám vào đây ăn cắp hả? Còn vô qua cho bọn ta đúng nữa. Vậy quan quá. Hôm nay là cái ngày tận số của ngươi rồi. Các người đừng có trừng phạt tôi, muốn tôi làm gì cũng được, nhưng hãy tha mạng cho tôi. Tôi mà có mệnh hệ gì, vợ tôi sống không có nổi đâu. Tôi xin các người cho tôi về nhà đi. Tôi hứa tôi sẽ không bao giờ dại dột như vậy nữa. Tại cuộc sống quá thê thảm, suốt ngày bị người ta khinh thường chửi mắng, cơm không có ăn, áo không có đủ mặc, nên tôi mới ngu muội nghe lời xúi dại của tên đạo sĩ. Tôi hứa tôi sẽ không bao giờ quay lại đây để làm phiền mấy người nữa. Nói vậy do cuộc sống ngươi nghèo hèn nên ngươi mới tham lam hay sao? Do tôi nghèo quá cho nên tôi mới tham lam. Tôi muốn kiếm ít vàng về để cho vợ tôi nở mày nở mặt, sống sung sướng hơn. Quỷ biến, bọn ta đã biết hết rồi. Chưa bao giờ vợ ngươi muốn ngươi đi cướp vàng để đem về xài cả. Cô ta tuy ăn nói không được dịu dàng thùy mị, nhưng là người chính trực, chăm chỉ siêng năng. Còn ngươi lại là một kẻ lười biếng, còn hay đổ thừa cho người khác làm. Lúc nào ngươi cũng cho rằng người khác làm ngươi khổ. Tại người khác mà ngươi mới nghèo, tại sao ngươi muốn có bạc để tiêu xài mà không siêng năng chăm chỉ để làm việc? Ngươi á, ngươi cũng không biết quý trọng cuộc sống của mình đang có. Ngươi không biết là bữa cơm mà thường ngày ngươi chơi ổng chơi eo. Ngươi có biết là vợ của ngươi á đã cố gắng như thế nào mới có được mỗi ngày cho ngươi ăn hay không? Vậy mà tại sao ngươi không biết quý trọng cuộc sống đó? Suốt ngày mơ mộng đổi đời với ba vợ của mình. Tại sao vậy hả? Tại sao vậy? Thôi tôi không dám đâu, tôi biết rồi. Ta hy vọng rằng nếu có kiếp sau, ngươi sẽ tỉnh ngộ và sống có ích hơn. Đạp nó xuống vực đi. Khoan, đạp nó mạnh nó đau thật. Là sao chứ? Lăn nhẹ thôi. Lăn nhẹ. Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất đã phù hộ cho con còn nguyên vẹn. May quá, tất cả chỉ là mơ thôi. Ê, tôi còn sống nè, tôi còn sống nè bà con ơi. Bà con, ê, mình còn sống. Trời ơi, ông làm cái gì vậy? Trời ơi, đừng có làm nữa. Nè, bà vô trong nghỉ ngơi đi, để tôi quét cho. Đi đi. Nè, phát xong cỏ chưa mà về nhà giờ này? Được rồi, đi vô trong nghỉ đi, để tôi làm cho, mệt bà đó, đi đi. Nè nè, ông làm lạc mất trâu nữa đúng không? Không có. Nè, mà từ ngày mai á, tôi sẽ không chăn trâu nữa. Tôi đi phát cỏ mướn. Ủa, chứ không phải là hả anh ngại nắng nôi, sợ phòng tay đau lưng, mỏi chân? Thì từ ngày mai tôi sẽ không ngại những cái chuyện đó. Tôi sẽ siêng năng chăm chỉ đi làm ăn. Để coi. Thôi bà tin tôi đi mà. Nè, để tôi bỏ tay ra đi vô trong đi. Để tôi
Mà nè, từ nay về sau á, mình đừng có xách nước nữa nghe không? Coi nè, xách trước tay mình chai hết rồi đi nè. Để tôi xách cho. Thôi đi, chê tay tôi xấu chai thấy mắc ớn. Không có, bàn tay của mình là đẹp nhất. Hôm nay á, điều này tôi mới nhận ra. Mình à, tôi cảm ơn mình nha. Bao nhiêu lâu nay mình đã vất vả vì gia đình này. Tôi thương mình nhiều lắm. Anh bị sao vậy? Nãy giờ nói gì không hiểu gì hết trơn á. Không, hôm nay là ngày mà tôi tỉnh táo nhất trong cuộc đời mình. Trong mấy năm qua, có chuyện gì mà tôi làm không phải, tôi làm cho mình buồn, mình bỏ qua nghe. Tôi không dám hứa, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức, làm việc chăm chỉ để phụ mình tiền chợ. Anh nói thiệt hả? Ừ, tôi nói thiệt. Anh không mê chơi mê ngủ nữa phải không? Ừ, không ngủ nữa. Không than vãn chê bai này kia nữa sao? Không, không chê nữa. Không biết hôm nay anh bị sao, em cũng mong những gì anh nói là thật. Ừ. Ừ, để em nấu cơm cho mình ăn nha. Đồ ăn của mình là ngon nhất trên thế gian này. Cho tôi ăn gì tôi cũng thấy ngon hết á. Thôi, anh ra bàn ngồi đi. Em làm xong việc em nấu cho. Vậy nha. Mệt không anh? Trời ơi, mồ hôi đổ quá trời rồi kìa. Qua đây. Giờ mình thật đáng yêu, mặn mà nết na nữa. Vậy mà bấy lâu nay mình không hề nhận ra. Đúng là đồ ngốc mà. Nhưng mà cũng chưa quá trễ. Cũng may là có giấc mơ đó giúp cho mình tỉnh thức. Biết đâu là phúc đức thật, vật chất thì quan trọng thật. Nhưng mà không thể so sánh với hạnh phúc bình dị mà mình đang có, được sống với người mình yêu thương. Từ nay mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ bằng chính đôi tay của mình, và không mơ mộng hảo quyền nữa. Đó, coi họ hạnh phúc thiệt luôn đó. Em đã nói với anh chị rồi, hắn sẽ thay đổi. Bà không tin em. Ôi, cuộc đời này nó đẹp làm sao đâu á. Biết rồi, tin rồi. Trời ơi, trách móc anh cái giọng điệu nghe ghét ghê vậy ha. Sao vậy? Sao lại ghét em nó? Phải thương nó chứ. Đúng rồi, phải thương em. Nhưng mà anh chị ơi, em nghĩ á, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ chúng ta còn nhiệm vụ quan trọng khác nữa, đó là tìm những kẻ hay mơ mộng để thức tỉnh họ nha anh chị. Câu chuyện tới đây là hết rồi. Câu chuyện ở đây thì hết. Nhưng sẽ còn những kẻ mơ mộng ở chỗ khác, thì chúng ta mới xuất hiện để nhắc nhở họ chứ. Thoải mái quá à. Vậy hả?